1 kg 20 sao. Ok bạn nè, cảm ơn Năng Chui nha, cảm ơn Hạ Lưu nha. 1 kg 20 sao anh nhé. Cái này thực sự các bạn ạ, đang giàu cờ hó đấy, nó chọi thì không chết mình, mình không để cái xe nổ ấy chứ. Không sao, kinh nghiệm các bạn ạ, thất bại là mẹ thành công. Chứ chúng ta rút kinh nghiệm là lần sau nên để ý. Nên để ý cái quả xe mà nó cháy cháy như thế là nó sẽ nổ đấy. À, thằng này hình như là nó vô sau mình các bạn ơi. Mày chết, mày chết. Ôi, ôi chết rẽ ngay. Cút ngay. Tao lấy súng tao bắn mày luôn bây giờ. Biết khôn đấy. Đừng chọc bố cáo. Ở đây mà vô sao là chỉ có Lê Văn Cút thôi. Thôi, lấy luôn đạn đi, cài một lần 100 mấy chục viên luôn đi chứ. Một mình em chơi súng cùi chấp cả team livestream. Ui sợ thế. Ui em chấp cả team livestream sợ vậy. Cả em. Đúng vừa cho 150 viên luôn. Cái gì đấy? Lại có quả gì kìa vừa nãy em? Lại vừa có cái quả gì mà nó mẹ. Sợ thế. Người lại cầm súng đưa trước mặt. Vãi đái như bóng ma vậy đấy. Chơi game sợ lên các bạn. Vào đây xem có cái thằng kia nó có qua mình không. Để mình đi mình lấy cái xe này ấy. Biết nó ok mình không ta. Đó, lên đứng. Xe này lên đứng nhanh được. Những bộ kia ba thôi. Rồi. Việt Nam Racing Boy. Lại ốp. Sài cốt thấp quá. Ốp mà bắn X3 thì tốn đạn lắm. Lần luôn này không cần đâu, căn bản là vì bắn khẩu ốp to mồm lắm. Sai lần SR thì lấy, sai lần thường lấy làm gì. Đây, lấy cái tay cầm đi. Mình chưa có phớt luôn đấy anh em ạ. Chỉ có một cái phớt là luôn ấy. Ui giáp 3 đây. Rồi nhỉ. Trời ơi, ta còn giáp 3 nguyên nhá, cảm ơn lại shipper nhá. Đấu bom với tôi. Giáp 3 nguyên trong nhà kìa. Theo lượng tính 50k hôm qua sao rồi ngài để em chuyển khoản này. Hôm qua ngủ quên mất. Tổng cộng là 2.000 sao bạn đây. 8 cái thính. 2.000 sao nhá. Đang đợi nãy giờ, đang ngồi nhắc ông nãy giờ đấy. Ngồi nhắc ông nãy giờ, ông trốn đâu rồi. Nó thằng này nó cũng hơi nghèo ấy. Thôi cũng được. Nó không có cốt các bạn ơi. Nhưng tôi cũng tạm có đồ là được rồi. Nói đi nhá. Đấy thôi lấy xe của nó đi đi nhở. Tại vì cái xe máy này ấy. Tiếp không? Tiếp kèo lượng thính các bạn ơi. Không tiếp cái kèo lượng thính nào. Xe máy mình gần hết xăng rồi. $400k nha bạn, lần 8 cái thính. Để ta tiếp một cái này bùi ai. Cho ngài The Sea Top 1. Cái gì đấy? nhoi. Ui, thằng bắn thính luôn kìa các bạn. Con lên chỗ đơm lắm. Một trái bom mà không đủ các bạn ạ. Máy bay còn lâu mới tới lút đi. Xem có trái bom nữa không. Một trái bom không đủ ấy. Trái bom không đủ để giết ở đây, đây thêm trái nữa này. Rồi có người tới luôn. Lộ luôn mình nói. Lộ luôn rồi các bạn ơi. Khó rồi. Nhưng mà cũng kê được nó đấy. Nhưng cũng sẽ kê được nó. Nó kê qua kê lại đấy, mệt quá các bạn ạ. Đi đi. Mình đi rồi xong rồi nó đang ở trên đấy. Nó đang ở trên kìa, mình lấy ốp mình bắn đỏ mẹ đó. Xong giờ đi lên trên nhà lại này. Trồng ốp tả cái hàng trên lầu. Đó, đang bị can nhau này. cái chùm ốp xà đó. Thằng Lượm Thính chạy rồi các bạn ơi. Thằng Lượm Thính nó chạy rồi, còn thằng lại đánh lén. Ui, thằng này nó giàu. Giàu đừng hỏi luôn. Giàu vãi lên giàu các bạn ạ. Má cả kim tiêm luôn mà. Bên nhau tè le luôn kìa. Ui có xe tăng kìa. Vui nhỉ. Vô nhà này kê lên đi. Sắp bo vô rồi kìa. Nó đi hết à? AUG đâu rồi? Có tụi AUG bắn nhau này. Nay không dùng cả tuổi thanh xuân đi nhặt thính AH này. Này thì vừa nhặt thính xong rồi có thằng ấy nữa này. Nhặt thính xong rồi thêm quả. Quả thính nó bắn này đi lại cái thính. Cái gì nữa? Bốc tầm phát đâu rồi ta? thằng ở đây ngoài bo rồi các bạn này. Chơi mấy thằng ngoài bo chứ. Mất công nó lên nó chơi mình đấy. Thằng ngoài bo này. Ngoài bo đúng không? Ngoài bo rồi. Căng về bạn. Áp tính nhiều thế. À, mình có nên đổi AK không ta? Úi rồi, mẹ sao Dũng hát quá vậy? Am kinh lên. Từ từ nha, cứ bơm máu ở đây đi. Thằng lề này ghê quá, nó bắn xuyên smoke kìa các bạn ơi. Chết. Mẹ mà đi. Thằng này nguy hiểm vãi đái, bắn xuyên smoke luôn mà. Nguy hiểm vãi cứt ạ. Vậy thì em chuyển em không đâu đến sao thì em chuyển khoản đi, đây này em kiếm số tài khoản cho chuyển này. Ui cái thằng đấy nguy hiểm, đúng nguy hiểm luôn đấy các bạn ơi. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ trâu vô địch. Trâu trâu. Đã sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.